Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kim Duyên truyền tải thông điệp ý nghĩa đến khán giả khi chuẩn bị dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2021. Vừa qua, Á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 Kim Duyên gửi đến khán giả bộ ảnh được thực hiện những ngày đầu năm mới, thể hiện phong cách và định hướng của người đẹp trong năm 2021. Bộ ảnh lấy cảm hứng từ loài trăng Nam Mỹ, biểu tượng của vẻ đẹp hoang dã, sự mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển, mềm mại. Hình ảnh trong concept lần này cũng chính là thông điệp mà Kim Duyên muốn truyền tải đến khán giả. Đằng sau sự nhẹ nhàng của người phụ nữ luôn là một trái tim kiên cường, bản lĩnh. Người phụ nữ thời đại mới có quyền quyết định cuộc sống của mình và không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Với bối cảnh là cồn cát trắng, khác hẳn mặc định của mọi người là trăng Nam Mỹ phải sống ở những khu rừng rậm nhiệt đới. Bộ ảnh gửi gắm thông điệp dù ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, người phụ nữ vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng, biết cách biến hóa bản thân để thích ứng và phù hợp. Hơn một năm đăng quang, Kim Duyên không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân, luyện tập và thực hiện các hoạt động cộng đồng xã hội. Cô từng quyết tâm giảm 10kg sau đợt giãn cách xã hội và tham gia các buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV. Những ngày qua, Kim Duyên chia sẻ nhiều hình ảnh tập luyện, cùng lịch học, nhiều kỹ năng mới. Nhiều fan cho rằng đây là sự chuẩn bị của cô nàng khi đã được chọn trở thành đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2021 diễn ra vào cuối năm nay. Trong năm 2021, Á hậu Kim Duyên sẽ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021 bên cạnh những kế hoạch riêng của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.